trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục do Câu lạc bộ Đờn Ca Tài Tử Sắc Màu thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Thành phần ban nhạc: Minh Nhật đờn guitar phím lẫm, Văn Đức đờn cò, Hoàng Tiền đờn kiềm và Kim Nhạn đờn tranh. Mở đầu chương trình, tài tử tại Long Thượng trình bày thể điệu Tây Thi Trường 26 câu Chiến Sĩ Nhà Vàng, viết lời Xuân Đào. Đẹp thay những chàng trai đất Việt, hai mươi năm xa quê miền biệt, giữ dùng biển đảo thân yêu. Cùng thời tung tăng con trong bạc đầu, nhưng họ càng âu sầu. Sáng sẽ tình đôn tìm vui bên đồng đầu, mặt biển rộng ngọt ngào màu nước cánh lam, hơi thèm đông. Tìm nắng tài nguyên nước ta rất mạnh, dẫu đêm hè hay trời giá lạnh, đoàn hải quân vẫn làm việc không ngừng. Thế nên phải đi mượn thầm thử cách làm con, nhẹ lướt thân tàu, nhưng người bạn sẽ chảy tay chào. Vui bước vào cuộc sống giữa biển khơi, rồi thường báo nhau giữa nắng gió đại dương. Gái da thịt chấp nhận làm lính vàng để ca một, chấp nhận những khi xa nhà, chỉ mong sao bờ biển tổ quốc bình yên, chẳng tiếc máu xương bảo vệ chủ quyền. Còn biển là còn người các bạn ơi, bao nhiêu hải lý là bấy nhiêu gian lao,
nghe câu chuyện người chỉ quỳnh như anh trai bảo vệ đứa em xem như ruột thịt tình thâm cùng quá nhiều nỗi đau. Liên tục chương trình tài tử Kim Chi hát thể điệu Long Ngâm 21 câu bài ca Tự Hào, soạn lời Xuân Đào. Tiếp theo chương trình là 24 câu vạn giá, phận làm con, viết lời Thanh Thanh Nga, do đại tử Thúy Ngọc trình bày. Đền ơn đáp nghĩa mẹ
sống thân khi còn tại thế. Công ơn mẹ cha sanh tựa biển trời, sống ở trên đời chớ hiếu không đổi dời, giữ vẹn lòng nhân làm người sao trước cân phân, công cha dưỡng núi như biển hồ lai láng, ơn mẹ dạy dỗ không luận ngày tính tháng, nuôi con gian khổ dưỡng bao chăng nể, miễn sao con mình mạnh khỏe lớn khôn, biết gìn đạo lý nghĩa nhân, rạng rỡ tông đường thân tộc, cha mẹ hạnh thiện với đời, phận con hiền vẹn thảo ngay, cho dù là gái hay cha mẹ mang nặng quăng chai cũng đều bao đáp thầm ân, thế mới là đạo con. Trọng ơn cha nghĩa mẹ bằng non, quở con thơ mẹ cha chăm lo trong lúc bệnh tật ốm đau, lòng mẹ nôn nao hối hả tìm thầy giải chữa thuốc thang, miễn sao bệnh tình con mình thoát cảnh nguy nan, bất luận tốn hao tiền bạc của cải làm ra cho con tất cả, tình thương mẹ cha như biển rộng bao la, tha thiết yêu thương mong nên danh giảm khổ dường bao, lòng mẹ chẳng hề nung nao bổn phận làm con, luôn khắc ghi công ơn cha mẹ dưỡng nuôi. Tài tử Đỗ Lợi tiếp tục chương trình hôm nay với 31 câu Nam Ai Mộng đầu đời của tác giả Thiên Hùng. Mộng mộng đôi hôm nuôi
con tim biết đến hôm anh sau này quất phải từng sông gọi mày bóng mây hồng bao hiệu màu. Nghe đàn chim đùa nhau thúc giục khúc quan ca dây khúc ngập lòng ta học con mà sao mong ngóng cho đến giờ công dân để được trung gian tôi ngổn ngang cùng bao cô thoáng trên một giăng bài đem dòng nói ngọt ngào nhiều tôi vào tim bao đêm mơ màng qua dùng dần thơ chưa phát hồn nghiêng ngả mấy trăng sai suy tâm mơ màng mơ nụ cười hai trăng gần nửa năm còn mang tâm lặng nên hay chăng thời đầu học chẳng nghe đời người chê nhưng bây giờ tôi sợ con tim ta giờ mong chồng thiếu kinh nghiệm con nào chỉ qua các ca lùa vào ngăn các điều yêu pháp phong từng tiếng chim kêu bụi bay mặt trời chiều em kia chờ xin yêu tư dưng người ơi còn hãy tô đậu đen bài rồi sẽ bàn chừng lời ai dân dặn sau bao đêm thức trắng học hành lại trên bờ tường báo tin tên khi kết quả về tay ôm chạy tìm báo tin ai thì cổ hồng ngán nhận nở nào qua áo sang ngang để vẽ vàng cho tuổi hồng quang ôi nắng được đô thành đốt cháy chừng
âm thanh khói thuốc mật cùng lạc lòng nơi giảng đường nhân mãnh bằng thêm phố phường văn anh liền nỗi sầu tư chiếu nặng tâm. Mời quý thính giả thưởng thức tiếp sau đây 15 câu văn Thiên Tường Mùa Thu Lá Bay viết lời Hữu Tâm do tài tử Mỹ Dung trình bày. Thank you.
sầu bán già. Có nên lời ta sợ quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục do câu lạc bộ đờn ca tài tử Sắc Màu thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.